Gì vậy? Quá các bạn ơi. Trời ơi. Ở đâu mà có ba con cua vậy con? Sợ quá à. Cua đâu lên vậy? Ba ở trong rổ hai cái luôn hả? À, cua trong hang lên hả? Quá các bạn ơi, đây, một con cua màu xanh và một con cua màu cam. Mình bắt bỏ vô nồi đi. Ôi. Cua đâu mà quá tàu luôn, cua bự thiệt chứ. Wow, cua màu trắng nó chạy đi rồi, bắt lẹ vô, bắt lẹ vô. Wow. Trời ơi, nè ba con cua nè. Rồi mình đi tìm nó coi còn con nào không nha. Quá, wow, còn đây nữa kìa các bạn. Quá. Wow. Một con cua màu cam đây nữa. À, con cua màu vàng với cua màu xanh nữa các bạn ơi. Wow, quá wow, trời cua luôn. Trời ơi, cua màu đỏ nữa, cua màu cam đang chạy các bạn ơi. Bắt lẹ vô băng ken ơi, nó chạy bây giờ á. Bắt lẹ vô để ba cầm cái nồi qua cho. Đây. Wow. Rồi rồi rồi, bắt cua bỏ vô. À, ba cầm cái nồi cho con mà. Rồi, cua màu xanh nó cay chạy nhanh dữ hả? Bắt nó vô, bắt nó vô. Wow. Ôi, quá trời màu luôn. Mấy con rồi ta? Một cua màu xanh, một cua màu cam, ba cua màu, hai cua màu cam, một cua màu đỏ. Wow, hai cua này cắn nhau luôn. Ôi, hai cua đánh nhau kìa. Wow. Rồi hết đánh rồi, rồi mình đi kiếm nữa có còn không nha. Wow. Trời ơi, cua quá trời luôn. Trời ơi, con cua màu xanh bắt cây. Ờ rồi rồi, bỏ vô nồi để nó cầm cái nồi lại, lẹ lên lẹ lên. Wow, nó chạy bây giờ đó. Ôi, một con cua màu vàng nó chạy túi trong kia rồi kìa bạn Ken ơi. Ba bắt đi. Đây, hai con cua, một con cua màu trắng đây nè. Đây. Quá, wow, cua màu vàng đâu rồi? Quá, wow, kìa chạy bên kia kìa, chui vô, chui vô cây bên kia. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Vòng qua kia, vòng qua kia. Vòng qua bên kia kìa, lẹ lên. Ờ. Ôi, nó chạy đi kìa. Rồi bắt vô. Wow. À, bằng Ken hay quá. Rồi bỏ vô nồi, nồi đây nè con. Đây. Các bạn, bằng Ken bắt được con cua màu vàng nữa nè. Wow, quá trời luôn. Quá wow, các bạn ơi, con cua quá, con cua nó kèm xuống rồi kìa con, bắt bắt vô. Bắt vô lẹ lên. Trời ơi. Để mà lấy cái nồi qua, chạy qua cái nồi đi. Trời ơi, đây, quá wow, con. Bạn Ken ơi, con su nó ăn con cua rồi kìa. Ờ, con cua màu vàng kìa, bắt lẹ vô nó bò đi giờ đó. Wow. Wow, các bạn ơi, cua quá trời luôn kìa. Wow, con cua màu gì vậy bạn Ken? Cua đỏ. Wow. Rồi, mình có hai con cua màu đỏ rồi. Màu gì nữa hả? Một cua màu trắng các bạn ơi. À, ơi. Đấy, một con cua màu vàng nữa. Wow, quá trời cua luôn. Ba con cua nó kèm nhau kìa ba. Wow, hai cua đánh nhau hả? Ui, hai cua đánh nhau các bạn, một cua màu trắng với cua màu vàng đánh nhau. Ừ. Con cua màu vàng cua. Ủa, một con cua màu đỏ đang chạy. Qua bắt vô, bắt vô. Rồi. Đây các bạn ơi, bạn kia đang bắt cua màu đỏ nữa nè. Ừ. Rồi đem về, đem về. Qua đem về cho mấy con cua coi nó cắn nhau thử nha. Rồi đem vô nấu canh ăn luôn. À, đóng. Nấu canh. Nấu canh không ăn được. Rồi con cầm phụ ba coi, đem phụ ba vô. Đi vô. Wow, mấy bạn ơi, nguyên một nồi cua luôn, cua đủ màu luôn. Rồi mình đem về mình đếm thử có mấy con nha. Yeah 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 yeah. Vô nước à. Rồi, ngồi xuống thôi, ngồi xuống đếm thử có mấy con. Wow. Rồi bây giờ bạn Ken đếm thử có mấy con. Đây. À, cua màu cam nó hở bóng bé. À, cua màu cam thổi bóng luôn hả? Đây mình có hai cua màu vàng nè. Đây ba cua màu vàng luôn.
Ôi, bốn con cua màu vàng luôn các bạn ơi. Hai cua màu trắng luôn. Ừ, màu trắng ba con nè, màu xanh lá cây. Có con cua nhỏ kìa bác. À, có con cua em bé nữa hả? Cua em bé á, không biết đẻ con cua bự nó đẻ con á. Cua bự nó đẻ con á hả? Dạ. Cua màu đỏ mấy con đây? Hai, một con, hai con luôn. Wow, bây giờ mình con bắt ba hai con cua bự lên lá cây luôn. Ở trong đây nữa hả? Ừ, trong đó nữa hả? Dạ. Bây giờ mình cho con cua màu cam với con cua màu đỏ đua ha. Dạ. Chơi không? Chơi. Con bắt con nào? Ba con bắt con màu đỏ, con bắt con màu xanh lá cây. Rồi, ba bắt con màu đỏ nghe, rồi bắt ra đua thôi. Rồi đem ra đây đua. Chơi đua. Bắt đẹp phải. À, rồi bỏ xuống ngay cho nó đua nha. Để giống pha nè. À, con bỏ xuống đất cho nó bò ra đi. Wow, con cua đó nó kẹp cái càng của bạn kia rồi các bạn ơi. Rồi lên đây cho nó đua nghe, coi con nào bò nhanh nghe. Rồi 1, 2, 3 đua đi. Con màu đỏ đâu có chạy đâu. Wow, con màu xanh bò nhanh rồi, con màu đỏ bò yếu quá. Ôi, hai cứ nó không đi chung luôn rồi. Thôi hai con này dở quá, bắt hai con khác đi. Bắt con màu cam hai cái đi. Con màu cam hai cái đi hả? Dạ. Ba con bắt con nhỏ mà, ba bắt con bự đi. Rồi ba bắt con bự nha. Bắt con nhỏ. À, ấy dạ, ấy dạ. Ấy dạ, con bự nó kẹp con nhỏ luôn rồi. Rồi ba bỏ ra. Con nhỏ nè. Ừ, rồi bỏ con nhỏ với con bự sao đua được. Con nhỏ chạy ít quá. Rồi để coi con nào chạy nhanh hơn. Con bự chạy nhanh, con nhỏ chạy ít. Ừ, con nhỏ chạy ít hả? Con này xấu quá ba. Ừ. Bắt con khác đi ba. Rồi. Ba bắt con bự lên nó hai lần cái gì ba? Ừ. Hai con màu cam xanh lá cây đua luôn đi. Dạ. À, của con này nó kẹp con màu vàng rồi. Hai con màu xanh lá cây đua ra luôn, đua luôn. Ôi, ôi con có bằng kem chạy nhanh quá. Wow, wow. Ôi. Ba con bự chạy là con cua bự chạy ít. Ừ. Con cua bự chạy yếu hơn, cái càng nó nặng quá, chạy yếu lắm. Cua nhỏ này cái càng nó nhỏ nữa, chạy nhanh mà. Chú. Hộp dĩa. Quá con cua nó chạy nhanh rồi, bắt nó vô rồi chứ nó chạy đi luôn á. Rồi bắt nó vô. Bây bắt giờ con cua màu trắng đi bà. Ờ rồi, hai cho con cua màu trắng đua ha. Ba, con cua màu trắng của con mà bắt con cua bự đi. Rồi đây. À, rồi. Nó chạy xuống nước luôn. Cho nó chạy xuống nước luôn. Quá. Các bạn con cua này chạy mang hơn con cua đó chạy ít quá. Ờ, hai con cua màu trắng đang chạy nha. Trời ơi, cái mặt con su nó dính cái gì đây nè bà kia đây. Nó miên ăn dài vậy á. Ừ, cái mặt màu không hả? À? Ừ, có chung màu nè. Chung màu luôn hả? Nó miên ông già vậy á. Rồi, nó thành su bảy màu rồi. Su này cũng bị. Nó miên ông già vậy á. Miên ông già vậy hả? Qua con cua kia chạy nhanh quá. Ơi, bắt nó lại. Bắt nó lại thôi. Ba cua màu đỏ chưa có rồi ba. À, cua màu đỏ nãy mình chạy rồi. Ủa mình chạy chưa? Chưa chạy cua màu đỏ đúng rồi. Rồi bắt cua màu đỏ đi. Rồi bắt con bự thôi, ba bắt con nhỏ nghe. Rồi bắt cua màu đỏ ra đua nè. Đó. Wow. Cho mình chạy thương. Con của con chạy nước. Wow. Ê cua có bằng kem chạy nhanh quá. À cua nhỏ chạy nhanh hơn nè, thấy không? Đó. Con cua nhỏ chạy ít quá, con cua bự chạy nhanh hơn. Thôi, để gần nè, để gần cho nó chạy nè. Đó. Bắt nó lại, nó chạy nhanh quá. Ừ, nhanh. Thôi, cho ba, hai con kẹp nhau đi. Ba chưa có màu trắng nè. Màu trắng chạy rồi. Trắng chạy hả? Bù vàng hả? Ừ. Bù vàng chưa có chạy nè. Đang chưa chạy hả? Ờ, màu vàng. Đây, cho cô màu vàng. Đây, hai cô màu vàng. Ngồi lên nhau luôn. Cô màu đỏ chạy chưa ba? Chạy rồi. Ừ. Ủa, cua chạy nhanh quá. Con cua của con chạy nhanh trước. Ừ. Đây, rồi, đây mua nhà coi thôi. Wow. Đây các bạn ơi, bạn Ken hôm nay là bắt quá trời cua luôn nha. Cua này là hả? Có màu nữa. Cua đẹp không à? Cua màu đẹp không á? Nguyên đóng cua màu luôn nè. Wow. Ghê chưa? Đã thiệt chứ.
Thank you.